tiếp tập đoàn Telstra, tập đoàn viễn thông và cung cấp các dịch vụ viễn thông hàng đầu của Australia. Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nêu rõ, Việt Nam đang trong tiến trình cổ phần hóa các doanh nghiệp kinh doanh viễn thông, trong đó Mobifone là doanh nghiệp đầu tiên trong ngành thực hiện cổ phần hóa. Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng hoan nghênh Telstra quan tâm tìm hiểu tham gia quá trình cổ phần hóa và đề nghị tập đoàn làm việc với Mobifone để đưa ra phương án hợp tác cụ thể, báo cáo chính phủ xem xét. Tiếp tập đoàn Rio Tinto, tập đoàn khai thác mỏ hàng đầu thế giới và kinh doanh khoáng sản, bao gồm thăm dò, khai thác và chế biến tài nguyên khoáng sản. Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng ủng hộ hợp tác giữa tập đoàn với tập đoàn than khoáng sản Việt Nam trong việc nâng cấp nhà máy alumina và cải thiện năng suất khai thác quặng bauxit. Tiếp ngân hàng CBA, nhà cung cấp hàng đầu của Úc về các dịch vụ tài chính tổng hợp, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nêu rõ, Việt Nam luôn đánh giá cao và tạo điều kiện thuận lợi cho nhà đầu tư nước ngoài tham gia góp vốn, mua cổ phần của các tổ chức tín dụng yếu kém để tái cấu trúc các tổ chức tín dụng. Đồng thời, Việt Nam tiếp tục tích cực phối hợp với các tổ chức quốc tế, triển khai các dự án hỗ trợ kỹ thuật, dự án đào tạo cho cán bộ ngân hàng, gồm Úc và New Zealand, và mong muốn tiếp tục mở rộng hợp tác nhằm nâng cao năng lực quản trị, hiện đại hóa công nghệ thông tin, đào tạo cán bộ trong thời gian tới. Tiếp tập đoàn Origin Energy, tập đoàn hàng đầu của Úc trong lĩnh vực tích hợp năng lượng và nằm trong top 20 công ty niêm yết trên thị trường chứng khoán thuộc lĩnh vực thăm dò khí đốt và sản xuất, phát điện và bán lẻ năng lượng. Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng khẳng định, Việt Nam khuyến khích tập đoàn Origin Energy nói riêng và các tập đoàn năng lượng quốc tế có kinh nghiệm, công nghệ, vốn, thị trường. Tiếp ngân hàng ANZ là một trong số các doanh nghiệp lớn nhất và thành công nhất tại Úc. Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng khẳng định, chính phủ ủng hộ ANZ và các ngân hàng của Australia, New Zealand tiếp tục mở rộng hoạt động, phát triển dịch vụ và tin tưởng các tổ chức tín dụng các nước sẽ có nhiều đóng góp hơn nữa vào sự phát triển kinh tế, xã hội của Việt Nam, thúc đẩy đầu tư, giao thương, kinh tế giữa Việt Nam, Úc, New Zealand và các nước nói chung. Tiếp tập đoàn Santos, nhà sản xuất dầu và khí đốt hàng đầu, cung cấp cho khách hàng Úc và châu Á, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đề nghị tập đoàn quan tâm tìm hiểu về nhu cầu nhập khẩu khí nhiên liệu hóa lỏng của Việt Nam, hướng trở thành nguồn cung dài hạn cho Việt Nam và tìm hiểu về cơ hội đầu tư vào các lĩnh vực khác tại Việt Nam. Tại thành phố Sydney, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã tham dự đối thoại bàn tròn doanh nghiệp Việt Nam-Australia nhằm chia sẻ về sự phát triển của kinh tế Việt Nam và những cơ hội hợp tác để phát triển quan hệ kinh tế giữa Việt Nam và Australia. Từ sau khi Việt Nam và Australia thiết lập quan hệ đối tác toàn diện năm 2009, quan hệ hợp tác giữa hai nước đã có những bước phát triển mạnh mẽ trên tất cả các lĩnh vực chính trị, kinh tế, quốc phòng, an ninh, khoa học, công nghệ, văn hóa, giáo dục, giao lưu nhân dân. Australia là đối tác đầu tư lớn thứ 19 tại Việt Nam với hơn 300 dự án và 1,66 tỷ đô la Mỹ vốn đăng ký trong lĩnh vực công nghiệp chế biến chế tạo, nông lâm thủy sản, khai khoáng dịch vụ, xây dựng, y tế, giáo dục, là nhà cung cấp ODA lớn với những công trình biểu tượng cho quan hệ hợp tác tốt đẹp giữa hai nước như cầu Mỹ Thuận khánh thành năm 2000 và cầu Cao Lãnh dự kiến khánh thành năm 2017. Nhiều doanh nghiệp Australia đang gặt hái thành công và trở thành những đối tác tin cậy với cam kết đầu tư lâu dài ở Việt Nam. Australia là bạn hàng thương mại lớn thứ 8 của Việt Nam với kim ngạch thương mại song phương tăng liên tục trên 10% trong những năm qua và đạt khoảng 6 tỷ đô la Mỹ năm 2015. Hiện nay có gần 30.000 sinh viên Việt Nam đang học tập, nghiên cứu và làm việc tại Australia, làm nên cầu nối quan trọng tăng cường hiểu biết tin cậy lẫn nhau cũng như hợp tác hữu nghị giữa Việt Nam và Australia. Thông báo một số nét chính về tình hình kinh tế của Việt Nam, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nêu rõ, thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài là chủ trương lớn của Việt Nam nhằm phát triển kinh tế xã hội và hội nhập quốc tế. Các doanh nghiệp FDI là bộ phận cấu thành quan trọng của kinh tế Việt Nam. Đến nay, Việt Nam đã thu hút gần 300 tỷ đô la Mỹ vốn đăng ký đầu tư nước ngoài với gần 18.000 dự án đến từ hơn 100 quốc gia và vùng lãnh thổ. Đã có trên 100 tập đoàn hàng đầu thế giới đang đầu tư tại Việt Nam. Tiềm năng hợp tác giữa Việt Nam và Australia còn rất lớn bởi kinh tế của hai nước có nhiều lợi thế bổ sung lẫn nhau. Chúng tôi đánh giá cao lợi thế cạnh tranh trong các lĩnh vực khai khoáng, năng lượng, hóa chất, nông nghiệp, tài chính ngân hàng, giáo dục và dịch vụ chất lượng cao của Australia. Chính phủ Việt Nam ủng hộ các doanh nghiệp Australia tham gia vào quá trình tái cấu trúc kinh tế của Việt Nam, nhất là trong các lĩnh vực các bạn có lợi thế như năng lượng, hạ tầng viễn thông, giáo dục đào tạo, nông nghiệp bền vững, tài chính. Chính phủ Việt Nam sẵn sàng tạo thuận lợi cho các doanh nghiệp Australia và mong rằng
các doanh nghiệp Australia giành vị trí xứng đáng trong nền kinh tế của Việt Nam. Việt Nam và Australia chia sẻ nhiều lợi ích về chính trị, an ninh, kinh tế và văn hóa. Do đó, quan hệ Việt Nam-Australia phát triển toàn diện, ổn định, lâu dài, không chỉ có ý nghĩa quan trọng đối với mỗi nước chúng ta, mà còn có tầm quan trọng đối với hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở châu Á, Thái Bình Dương. Một khuôn khổ hợp tác toàn diện và thực chất giữa Việt Nam và Australia sẽ tạo môi trường thuận lợi cho nền kinh tế và doanh nghiệp hai nước. Chính phủ Việt Nam luôn đồng hành và sẵn sàng hỗ trợ các bạn, bởi thành công của các bạn ở Việt Nam là nguồn động lực thúc đẩy hợp tác bền vững và chiến lược giữa Việt Nam và Australia. Thủ tướng bày tỏ vui mừng thông qua đối thoại, các doanh nghiệp Việt Nam và doanh nghiệp Australia đã ký thỏa thuận hợp tác trong lĩnh vực đào tạo nguồn nhân lực, xuất khẩu container, cung cấp nguyên liệu đồng để sản xuất dây cáp điện và mua bán nước ép chanh leo cô đặc.